coi kèo này nha các bạn, ngay chân đường lộ luôn nha các bạn, đó cái đường lộ sát bên cái để máy không được rồi nha các bạn. Thank you.
coi các bạn, đường con nha. Kết thúc video nha các bạn. Rồi chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.